Áo Thái Lan mỉa mai Akira Nishino. Hiệp hội phóng viên ảnh thể thao Thái Lan vừa chọn ra những nhân vật thể thao năm 2019. Dựa theo kết quả trong suốt 12 tháng qua, các nhà báo viết và ảnh hoạt động trong lĩnh vực thể thao chọn ra những nhân vật nổi bật nhất, có thể là khen ngợi người chiến thắng, mỉa mai kẻ thất bại. Huấn luyện viên Akira Nishino nằm trong những nhân vật thể thao của năm 2019, nhưng trên khía cạnh gây thất vọng. Theo đó, chiến lược gia người Nhật Bản bị đa số thành viên Hiệp hội phóng viên ảnh Thái Lan gọi là Samurai nhựa. Điều này xuất phát từ việc Akira Nishino không tạo được nhiều dấu ấn với các đội tuyển Thái Lan, chưa cho thấy hình ảnh một chiến binh Samurai như kỳ vọng. Dù tạo ấn tượng như mong đợi, huấn luyện viên Akira Nishino vẫn được Liên đoàn bóng đá Thái Lan cam kết gia hạn hợp đồng, mà không quan tâm đến kết quả vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên sân nhà.